7 quy luật lớn của cuộc đời. Có những quy luật trong cuộc sống, dù bạn muốn tin hay không, thì nó vẫn tồn tại. Và dưới đây là 7 quy luật lớn bạn cần phải biết. 1. Luật hấp dẫn. Một khi anh đã quyết chí, thì cả vũ trụ sẽ giúp anh đạt được điều đó. Đây là câu nói nổi tiếng dạy cho chúng ta về sức mạnh tận cùng của ước mơ. Bạn nói mình khát khao, bạn nói mình muốn thành công, bạn nói mình muốn lấy được người trong mộng. Nhưng tất cả những gì bạn đang làm là ngủ đến tận 10 giờ sáng, ngồi xem hài, xem nhạc cả ngày, lười đọc sách, lười lao động. Thì đừng bảo sao luật hấp dẫn không phát huy tác dụng. Tác giả cuốn sách Người Nam Châm đã từng viết: mọi thứ bạn muốn đang chờ đợi bạn ở ngoài kia. Mọi thứ bạn muốn cũng muốn bạn, nhưng bạn phải hành động để có được chúng. Vũ trụ muốn bạn thành công. Luật hấp dẫn có thể tóm tắt giản dị là điều gì chúng ta nghĩ đến nhiều, nói đến nhiều, thì nó sẽ trở thành sự thật. Như vậy, luật hấp dẫn là quy luật quan trọng nhất cho đời sống của bạn. Mọi chuyện tốt xấu đều do tâm bạn kéo đến. Câu hỏi cho chúng ta ở đây là bạn có thực hành luật hấp dẫn thường xuyên không? Trong vòng 3 tháng qua, bạn thực hành như thế nào? 2 lần, 5 lần, 10 lần hay không lần nào? Tất cả câu trả lời đều ở chính bạn. Mỗi ngày, bạn thực hành luật hấp dẫn cả 100 lần, có nghĩ đến nó hay là không? Mỗi khi bạn nghĩ, nói đến một điều tiêu cực, bạn tạo ra năng lượng tiêu cực để hấp dẫn điều đó đến. Ngược lại, mỗi khi bạn nghĩ, nói đến một điều tích cực, bạn tạo ra năng lượng tích cực để hấp dẫn điều đó đến. Luật hấp dẫn hoạt động lạnh lùng như nam châm, không phân biệt bạn nói thật hay nói đùa, suy nghĩ nghiêm chỉnh hay suy nghĩ vẩn vơ, và không phân biệt bạn chú ý dùng luật hấp dẫn hay không hề nghĩ đến nó. 2. Luật trách nhiệm. Đổ lỗi cho người khác, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho điều kiện tự nhiên, đổ lỗi cho số phận. Phương thức tư duy này đã hình thành thói quen, nuôi dưỡng và cắm rễ sâu trong mỗi người, đến mức đã trở thành một phản xạ tự nhiên, khiến nhiều người không thể tự mình ý thức được nữa. Thậm chí, nếu được người khác góp ý, nhận xét, thay vì biết ơn, họ lại quay ra bực bội và khó chịu. Đi đường nếu chẳng may xảy ra va chạm, thì câu đầu tiên phát ra sẽ là: đi đứng như thế à? Đi kiểu gì vậy? Không có mắt sao? Người thì đổ lỗi, người thì ăn vạ, chẳng ai chịu nhường ai mà xảy ra tranh cãi. Trong ngành xây dựng mà cầu đường, công trình chậm trễ tiến độ, hoặc là do lỗi người tiền nhiệm, hoặc là do lỗi của đối tác, hoặc là lỗi của thầu phụ, hoặc là lỗi dự án thiếu vốn, do không dám đối mặt với thất bại của chính mình, hoặc đơn giản là muốn chối bỏ trách nhiệm, nên mọi người thường tìm cách đổ lỗi vòng quanh. Tiến sĩ tâm lý học lừng danh Manny Yuchi, tác giả cuốn sách Tìm Lại Chính Mình, đã nói rằng những người luôn đổ lỗi cho người khác là những người không bao giờ thành công, bởi bạn sẽ không thể nào biết được mình thất bại ở điểm gì để lần sau còn rút kinh nghiệm. Quả đúng như vậy, khi đổ lỗi cho người khác, bạn cũng đang từ bỏ chính cơ hội trở nên tốt hơn. Rồi sẽ có lúc bạn ngộ ra rằng không ai khác ngoài bạn đơn độc làm chủ cái đầu của mình. Vậy nên mọi thứ bạn nghĩ, mọi niềm tin bạn có, mọi việc bạn đang làm đến tận cùng đều là do bạn lựa chọn cả. Nếu bạn làm tổn thương ai, đó là lỗi của bạn. Năm 20 tuổi vẫn nghèo, có thể do lỗi của bố mẹ bạn. Nhưng năm 30 tuổi, lương vẫn thấp và than cuộc đời bất công, đó là lỗi của bạn. Ngừng đổ lỗi và nhận trách nhiệm với bản thân mình, hạnh phúc chắc chắn sẽ đến với bạn. 3. Luật tập trung. Bạn không cần phải có tài năng thiên bẩm để thành công, bởi người tài năng nhất trong số những người tài năng là người biết tập trung. Ai cũng có khoảng thời gian 24 giờ mỗi ngày, nhưng thời gian không hề quý giá, mà thứ quý giá phải là sức mạnh của thời gian. Nếu tập trung 20% thời gian, sẽ tạo ra ít nhất 80% kết quả.
Vậy tập trung 100% thì kết quả sẽ như thế nào? Nếu trường học dạy bạn cần giỏi ở mọi môn, cả tự nhiên lẫn xã hội, thì ở trường đời lại trao thưởng cực kỳ xuất chúng cho kẻ đứng đầu trong một lĩnh vực. Bạn có thể thích nhiều thứ, bóng đá, kinh doanh, thích đi học, nhưng định luật tập trung nói rằng bạn cần phải thực sự rất giỏi một thứ gì đó, dù là thợ sửa xe, dân thiết kế, bán đồ ăn qua mạng. Chỉ cần bạn thực sự tập trung, dẫn đầu trong ngành mình lựa chọn, cuộc đời bạn sẽ nở hoa. Còn nếu cứ mãi mỗi thứ biết một chút, thì thực chất, bản chất của việc bạn tập trung vào mọi thứ là bạn đang không tập trung vào một điều gì cả. Mục tiêu của bạn là gì? Hãy tập trung vào những thứ giúp bạn thực hiện ước mơ đó. Khát khao của bạn là gì? Hãy tập trung cho đến khi bạn thỏa mãn được khát khao. Khi tập trung vào cơ hội, chắc chắn chúng sẽ đến nhiều hơn. Bạn càng chú ý vào rắc rối thì chúng càng xuất hiện nhiều hơn. Nếu cứ dừng lại và quan sát xung quanh thì bạn sẽ mãi chẳng bao giờ tới đích. Đừng nói rằng bạn không thể nào tập trung vì những tác động ở bên ngoài. Chừng nào tập trung còn phụ thuộc vào phạm trù ý thức thì bạn vẫn có thể kiểm soát hoàn toàn. Tuyệt đối chỉ làm những việc phục vụ cho ưu tiên hàng đầu, nghiêm khắc với bản thân và loại bỏ tất cả những yếu tố làm bạn phân tâm. 4. Luật chấp nhận. Ngay cả khi là siêu nhân thì cũng không ai có thể làm chủ mọi điều trong cuộc sống. Huống hồ gì, bạn còn không phải là siêu nhân. Chúng ta thường vẽ ra dự định 10 năm, 20 năm cho tương lai, rồi lại sống trong cái bóng của sự kỳ vọng và những kế hoạch luôn luôn chưa được thực hiện. Bất chợt một ngày, ta lại thấy chính mình đã lẩm bẩm rằng lẽ ra mình đã thế này, lẽ ra mình đã thế kia. Thay vì thường xuyên thất vọng vì mọi thứ xảy ra không đúng với chờ mong, ngay lúc này đây, hãy tập trung quen dần với việc chấp thuận. Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời đều có lý do của nó. Có rất nhiều thứ, nếu chịu cố gắng, mọi chuyện có thể đổi thay. Nhưng có một số chuyện, bạn buộc phải chấp nhận rằng mình thực sự bất lực và phải cho qua. Khi học được cách chấp nhận rằng có thể cô ấy không yêu mình, rằng có thể cũng có ngày bố mẹ bạn phải ra đi, rằng mình mất hết thật rồi, chúng ta sẽ thay đổi bản thân cho phù hợp với hoàn cảnh để dễ thích nghi hơn. Thấu hiểu rằng dù có giỏi giang đến đâu, bạn không thể luôn bắt mọi chuyện diễn ra theo ý muốn của mình là một sự giải thoát khỏi gánh nặng chối bỏ mà định luật chấp nhận có thể đem lại cho cuộc đời của bạn. 5. Luật kiên trì. Người thành công không bao giờ bỏ cuộc, và người bỏ cuộc không bao giờ thành công. Tất nhiên là bạn có tạm dừng để nghỉ ngơi, để chuyển hướng, nhưng không được từ bỏ. Bạn kiên trì và nỗ lực bao nhiêu thì sẽ nhận lại được bấy nhiêu. Ở trên đời này, hiếm khi gặp được ai dám nói tôi đã thử hết mọi cách, tôi đã tìm đến mọi sự trợ giúp, tôi đã cố gắng hết sức mình và tôi vẫn thất bại. Vì sự thật là một khi bền bỉ và đặt hết tâm trí vào việc mình đang làm, tất yếu là định luật kiên trì sẽ tự thưởng cho những người xứng đáng. 6. Luật nhân quả. Có lẽ sống đến giờ này, bạn đã nghe rất nhiều đến câu nói gieo nhân nào gặt quả ấy. Dù có muốn chối bỏ đến đâu, thì sau này bạn cũng ngộ ra rằng bất cứ điều gì mình làm rồi cũng sẽ để lại một kết quả nào đó. Những gì bạn làm hôm nay sẽ quyết định ngày mai của bạn. Nếu bạn ác với người khác, bạn làm điều xấu thì ác giả, ác báo, chôn mãi không được. Nếu bạn làm điều tốt, học cách cho đi, không nói dối, kiếm tiền chân chính thì luật nhân quả sẽ trả lời bạn đầy đủ. 7. Luật kết nối. Mọi sự đều gắn kết với nhau bằng sợi dây vô hình nào đó. Có những chuyện bạn làm bây giờ bị người khác coi là vô nghĩa, nhưng 10 năm sau
lại cực kỳ quan trọng. Người giúp bạn hôm nay, biết đâu mai này lại trở thành quý nhân phù trợ cho bạn nhận ra mối quan hệ tương hỗ này, biết chấp nhận và có trách nhiệm với mọi kết nối mà bạn tạo ra. Nghe và suy ngẫm, xin được cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian để theo dõi video này. Các bạn nhớ like, share và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi chia sẻ bài học cuộc sống, giá trị tích cực tới cộng đồng. Cảm ơn các bạn, thân ái và hẹn gặp lại.